Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Rất vui được quay trở lại với các bạn. Tiếp tục trong cái clip hướng dẫn ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một chức năng trên máy in mã vạch công nghiệp ZD411, đó chính là chức năng Bluetooth cũng như là NFC. Thì thông qua cái điện thoại thông minh của các bạn thì sẽ làm như thế nào để kết nối hai thiết bị và in được hoặc là các cái setup cài đặt được thông qua cái thiết bị này. Thì bây giờ các bạn hãy xem video và làm theo nhé. Để kết nối được smartphone với lại chiếc máy in Zebra ZT411 này thì trước tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc smartphone có chức năng kết nối NFC các bạn nhé. Hiện tại ở đây là trên tay mình đang là iPhone 7 Plus. Thì trước tiên để kết nối được thì các bạn sẽ cần phải tải cái ứng dụng đấy về. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào cái App Store. Các bạn tìm giúp mình cái ứng dụng là Zebra Printer Setup Utility đây. Sau đó thì các bạn tải về và các bạn mở lên giúp mình. Sau khi mở lên ấy, thì các bạn chạm vào cái phần điểm bên cạnh máy, cạnh trái của máy đây. Đây, chạm vào cái cạnh trái này của máy này. Thì ở đây có cái điểm kết nối NFC này, các bạn chạm vào thì máy nó sẽ tự động kết nối giữa cái smartphone và chiếc máy in. Thì sau khi chạm vào ấy thì nó sẽ có cái biểu tượng kết nối như thế này. Nó có luôn cái số serial number của chiếc máy in ở đây. Mình sẽ ghép cái màn hình của chiếc điện thoại này vào với lại cái video thì nó sẽ rõ hơn cho các bạn nhìn thấy. Thì đây có số serial number của máy in này. Ở đây thì mình sẽ có các cái chức năng cài đặt thông thường như ở trên chiếc máy này. Ví dụ mình từ xa mình có thể điều khiển được luôn cái máy này. Ví dụ như là ở đây có cài đặt wireless Ethernet này cộng với lại Bluetooth này. Hoặc là mình có thể tùy chỉnh cài đặt được cái độ đậm nhạt của mực hoặc là tốc độ in của máy. Ví dụ vào cái phần print quality này. Đây. Ở đây thì đang cho máy đang cho tốc độ in là 6.0 và độ đậm nét là 17.1, thì mình có thể thay đổi nó. Đây các bạn có thể quan sát nhé. Mình sẽ kiểm tra luôn ở trên máy các bạn nhìn nhé. Ở trên máy độ đậm nhạt của máy này. Đây đang là 17.1 và tốc độ in cũng là 6.0. Bây giờ mình sẽ thay đổi ở trên trên này. Mình sẽ tăng đắc nét lên là 22.2. Tốc độ mình giảm xuống là 5. Next này. Apply. Đây sau khi mình đẩy cái dữ liệu lưu lại. Mình đẩy dữ liệu ấy thì nó sẽ có một cái đèn data sáng ở đây và nó sẽ chuyển cái dữ liệu cài đặt xuống cái máy in này. Thì mình vừa chuyển tốc độ thay đổi là từ 6 xuống 5 và độ đậm nhạt của mực là từ 17 lên 22. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thử ở trên máy xem đã thay đổi hay chưa. Đây, độ đậm nhạt đã lên 22.2 và tốc độ in đã là 5.0, giống hệt với lại ở trên điện thoại, các bạn có thể quan sát. Đây mình sẽ zoom lại gần hơn cho các bạn nhìn thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.